xe. À, bổ sung. Thế là anh đi xong đồ xe đây mua muối và mua lưới về đây ạ. Vâng. Một vài năm tới vào biển cạn thì chúng tôi chỉ không biết là làm như thế nào cả. Đấy
là nguyên vọng, đấy là nguyện vọng thứ nhất của tôi. Và nếu mà đấy là quan niệm vọng thứ hai, tất nhiên là tôi là bác sĩ quyền là quan tâm về vấn đề là chăm sóc, vấn đề là dự báo thời tiết. Còn con gái tất nhiên là ai có thân người lo, nhưng mà nhà nước cũng phải là chung tay cùng nhân dân lo lại cho các cháu, sau này nó đảm bảo cái chất lượng về cuộc sống, về tương lai của chúng nó còn sau nữa. Đấy, tôi là